Nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa, sáng nay, Đoàn Liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hoạt động kiểm tra chuyên đề này được chia làm 3 đợt trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2. Mặt hàng kiểm tra bao gồm tất cả hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong đó chú trọng đến hàng nhập lậu, gian lận thương mại như vật liệu nổ, pháo nổ, thuốc lá ngoại, các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn, thực phẩm, đồ uống, rau củ quả, gia súc, gia cầm, đặc biệt là thịt lợn, sản phẩm may mặc và các loại hình dịch vụ ăn uống lưu trú. Nội dung kiểm tra tập trung kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, nhập lậu, kém chất lượng, quá hạn sử dụng. Việc thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán giá theo niêm yết, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng ép giá, các điều kiện kinh doanh, đo lường, ghi nhãn. Các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành đã bàn bạc thống nhất về phương thức phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, việc chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị có liên quan phục vụ cho việc kiểm tra, đảm bảo có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.